chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Em phụ nữ thân mến, hôm nay Phương Văn vào dịp cuối năm xin phép chia sẻ những cái bí quyết làm đẹp giúp cho chị em phụ nữ chúng ta đôi khi đi ra đường hoặc là chính bản thân mình nhìn lại trong gương mình cũng cảm thấy hài lòng về những cái làn da của mình. Nếu như mà chúng ta chăm sóc thường xuyên hoặc là có những cái bí quyết chăm sóc không phải là những cái hàng mắc tiền, mà chúng ta ưng ý đôi khi có những cái hàng thực sự là có vài chục ngàn đồng mà vô cùng bất ngờ. Đây là những cái sản phẩm mà Phương Văn đã đang dùng. Tuy nhiên trong cái số này thì hiện tại có một số là không dùng nữa, là vì có những cái sản phẩm khác thay thế. Mà hôm nay theo kinh nghiệm chia sẻ của mình thì mình mong rằng là giúp đỡ được những chị em phụ nữ chúng ta khi mà dùng mỹ phẩm làm đẹp mà không cần mắc tiền mà đẹp làn da như em bé. Thì đây là những cái sản phẩm mà Phương Văn đã dùng trước đây nha quý vị khán giả, coi như là dùng xuyên suốt một bàn. Nhưng mà một tí Phương Văn sẽ chia sẻ từng bước chăm sóc da như thế nào để cho quý vị khán giả theo dõi ha. Vừa dùng vừa giới thiệu sản phẩm để giúp cho chị em phụ nữ để dùng mà không phải mất nhiều cái thời gian, cũng như là chúng ta sẽ xài những cái hàng mà bình thường và vẫn đẹp như da em bé. Đó là bí quyết làm đẹp đó quý vị khán giả. Đây là những sản phẩm mà hồi xưa dùng, quý vị khán giả ơi, dùng tiền triệu có, nhưng mà bây giờ dùng hàng rất là bình thường, đôi khi có vài chục ngàn. Thực sự mà nói, từ trước tới giờ dùng nhiều sản phẩm hàng ngoại, hầu như hàng ngoại các nước đều có dùng hết quý vị khán giả. Nhưng mà đôi khi cái đó mặc dù là mắc tiền nhưng mà nó không phù hợp với da của mình thì mình cũng không nên dùng. Và những năm gần đây thì da sạm nám rất là nhiều, cho nên là nào là đi spa, nào là đi phi kim, nào là đi chăm sóc da, chỗ tốn quá nhiều tiền, hàng chục triệu đồng, nhưng mà cũng tạm thôi chứ không có gọi là ưng ý lắm. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chắc có lẽ là cái duyên, cũng như là cái duyên mình để lấy lại nhan sắc đó quý vị khán giả. Cho nên dùng cái hàng mà phải nói là không tưởng tượng được, đôi khi dùng hàng triệu mà bây giờ dùng hàng có mấy chục ngàn mà da vẫn đẹp thì nói ra không ai tin. Nhưng mà bây giờ Phương Văn sẽ chia sẻ thực tế cho quý vị khán giả xem ha. Giờ trước khi vào cái video, Phương Văn xin phép chia sẻ bí quyết làm đẹp sơ sơ nha quý vị khán giả. Cái sự bất ngờ phải nói là chắc có lẽ là có duyên lấy lại phong độ như xưa. Ngày xưa thì da đẹp lắm, nhưng mà khi mà lớn tuổi rồi, cái thời gian mỗi năm mỗi trôi qua thì da chúng ta bắt đầu sạm nám xuất hiện, đồi mồi tàn nhang, càng ngày thì nó càng xấu đi quý vị khán giả. Mình đâu có phải như là tuổi 18 đâu, cho nên là da là U30, U40 rồi, là cái tuổi càng lớn thì bắt đầu da nó càng tệ, càng xấu đi. Nhưng mà bây giờ chị em chúng ta thấy không, bây giờ da của Phương Văn nè, trời, nó mịn mà bây đây là cận cảnh luôn nha, không có trang điểm luôn nha, đó, cận cảnh nè, nó mịn mà nó trắng bóc à. Còn những cái đốm tàn nhang dưới này, ngày xưa là mỗi một ngày hầu như là soi gương nó mọc thêm một tàn nhang, và nó mọc đầy hết từ bên đây sang bên đây, rồi cái dưới đuôi chân mày này nó cũng là một cái vết bắt đầu nhỏ, bắt đầu nó lan rộng ra. Mà quý vị khán giả biết không, thật sự mà nói luôn á, là tốn mấy chục triệu đồng mỗi một năm. Phương Văn mua là một cái phiếu 12 triệu, 3 lần phi kim và 12 lần đi, nào là bảo dưỡng da rồi dưỡng chất, rồi nói chung là đi dưỡng chất với da để cho nó hỗ trợ làm mờ sạm nám da. Đó, năm đầu tiên mất hết 12 triệu. Thì lúc làm thì nó cũng đẹp thôi, nhưng mà nó cũng còn những cái vết mà ẩn, nó không có hết hẳn. Rồi sau đó thì cái trong cơ địa của mình mà, nó chỉ bề mặt da thôi, trong cơ địa của mình thì bắt đầu nó nổi ra tiếp.
nổi ra tiếp và bắt đầu những cái vết mà thâm sạm đó bắt đầu nó lan ra từ từ một ngày rồi xong mà hôm sau sao thấy tại có một chỗ khác nữa. Càng ngày á mình cảm thấy là trời ơi, sao mà buồn quá à? cứ nổi lên rồi da của mình lại càng xấu đi, mà mình thì đâu có quay ngược lại thời gian được, phải không quý vị khán giả? Có lúc thì mình stress nè, có lúc mình công việc mình nhiều quá, hoặc là có lúc stress công việc gia đình gì đó cũng làm cho da của mình sạm nám. Cho nên năm đầu tiên đi điều trị hết 12 triệu, không có xin nghe mà vừa mất công mất cái thời gian, phải nói là đi 12 lần với cái 3 lần kia là 15 lần. Rồi những cái lần lẻ lẻ là hầu như là trong năm là đi 20 lần. Đó thì thấy da cũng ok, bây giờ mình đâu còn cái biện pháp nào nữa đâu. Cái năm thứ hai cũng mua một mua 12 triệu một gói nữa là mất hết 24 triệu. Thì trong cái thời gian đó da nó cũng không có cải thiện được mấy, nói chung là vẫn còn xấu, chưa có hài lòng. Thì những cái năm sau đó quý vị khán giả biết không, là bắt đầu là thấy một người bạn, trời ơi chị này lâu gặp lại sao mà da bả đẹp cực kỳ luôn, da bả với em bé nhưng mà lúc trước là da xấu, da xấu. Cái bắt đầu mình mới hỏi chị mới nói là trời ơi bà biết không, tôi đang dùng cái sản phẩm này mà nói ra bà bất ngờ vô cùng. Nói trời ơi, sản phẩm gì, giới thiệu cho chị em làm đẹp với. Bắt đầu bà mới nói là cái sản phẩm này nó có mấy chục ngàn đồng đó. Cái xong nó trời ơi, tự nhiên bây giờ mình đi làm mấy chục triệu mà những cái sản phẩm mình thường dùng là 500-700 ngàn, một triệu mấy, đó là mình dùng bình dân đó nha. Nói chung là nguyên một sản bộ sản phẩm ngày đêm nước hoa hồng này kia nọ thì là nếu mà chị em mua hết cũng khoảng 7-8 triệu nếu mà dùng trong cả năm á. Còn những mình mua lẻ thì một bộ ngày đêm rồi một cái chai dưỡng ẩm gì đó thì cũng tổng cộng hết khoảng 1-2 triệu đồng, đó là một bộ ít nhất. Còn những cái lẻ lẻ ví dụ như nước hoa hồng hoặc là serum gì đó thì một chai cũng 400-500. Đó, thì mình thấy là cái giá đó thì mình dùng cũng chị em phụ nữ hay dùng, mà bây giờ nói cái sản phẩm có mấy chục ngàn mà mấy chị em dám dùng không? Không, chắc không dám. Tại vì mặt tiền không ai dám đặt vô cái mặt mình hết trơn, cho nên thực sự là không dám. Đó thì chị giới thiệu, mình nghi trong bụng mình tự nhiên bây giờ cái sản phẩm mà mình dùng mấy trăm ngàn mấy triệu đồng mà bây giờ cái sản phẩm mà có mấy chục ngàn nó hoài nghi, nó không dám dùng. Cái chị kia nói thì chị dùng đi, chị dùng được cho nên là yên tâm dùng đi, mình cũng chia lại cái của chị mà về mình dùng. Cũng đắn đo lắm, không dám dùng. Cái để mãi lâu cả tháng sau cái chị hỏi có dùng chưa, thử coi xem thế nào rồi. Nói trời, em nói thiệt với chị gì, em không có dám lên da của em, tại vì da em hay bị nhạy cảm, nó sợ. Cái sản phẩm gì có mấy chục ngàn mà sợ quá, tại vì dùng mấy cái kia mấy trăm ngàn mà không xi nhê, còn bây giờ mấy chục ngàn mà đắp lên cái mặt tiền em chắc có gì chắc em chết. Cái xong cái nói thiệt dùng đi, đúng là y như vậy quý vị khán giả, mình dùng mãi từ đó ha, từng bước một chứ không phải là lên một bước chư tiên nha quý vị khán giả. Từ đó bắt đầu mình dùng bây giờ là được 1.5 năm rồi. Khoảng là nếu mà một tháng sau da bắt đầu đẹp dần, và mãi với tới là 6 tháng trời ơi, da nó mịn, nó như em bé luôn. Cho tới ngày hôm nay thật sự những cái sản phẩm mà hồi nãy Phương Văn chiếu ngay lúc đầu á, bây giờ những sản phẩm đó là không có dùng trên da nữa, mà Phương Văn dùng cho tay, tại vì bỏ tiếc quá, mấy triệu đồng cả một bộ, cả 2 triệu đồng, cho nên bỏ tiếc quá, cho nên là dùng trên da. Thì thôi mặt không được thì cho da tay, thì nó cũng bổ được, không đường này thì cũng đường khác đó. Thì dùng cái sản phẩm này, các chị em kiên nhẫn ha, kiên nhẫn hết cái video, tại vì cái video này Phương Văn giới thiệu một lần thôi chứ không có lặp lại, tại vì không có thay đổi gì nữa cho nên không có lặp lại. Còn các anh chị nào mà trong YouTube thì xem được hết trọn vẹn, còn nếu mà bên Zalo Phương Văn đăng á thì các bạn nhấn vào đường link để vô YouTube để xem hết cái video này. Và sau này thì Phương Văn làm đẹp và chia sẻ, và đồng thời mấy chị em nói giờ không biết mua ở đâu, cho nên là Phương Văn vừa giới thiệu sản phẩm và vừa bán cho quý vị khán giả luôn, cực kỳ rẻ, phải nói là rẻ so với những cái gì mà Phương Văn đã làm. Hiện tại nè, da không trang điểm nè, không có sơn môi thì nó hơi tái, sơn miếng ha,
giờ sơn miếng môi để cho nó. Sơn môi thì cái này chỉ làm mềm da thôi. Chị em phụ nữ cần phải làm đẹp chứ, đôi khi nhìn lại mình trời ơi mình còn xấu nữa, huống hồ người khác nhìn sao. Lên cho bóng môi tí ha. Bây giờ thôi bỏ mắt kiến ra và chuẩn bị làm đẹp nè. Trước khi mình bắt đầu mình trang điểm, mình dùng những cái sản phẩm này lên da mình á, thì các bạn dùng cái sữa rửa mặt á, loại nào cũng được, miễn sao mà sạch thôi. Có những cái sản phẩm Phương Văn dùng mấy trăm, có những sản phẩm dùng hai mấy chục ngàn, không dùng nhiều. Rồi bây giờ bước đầu tiên là trang điểm mà ha. À, làm sạch da hết rồi. Cái này không phải là trang điểm để đi tiệc, mà là những bước Phương Văn thường dùng để đến ngày hôm nay da đẹp, da như em bé luôn đó. Quá đẹp, mà phải nói là quá hài lòng. Mà dùng cái sản phẩm có mấy chục ngàn, trời ơi nói ra không ai tin. Thiệt tình mà người ta cũng không dám dùng luôn. Tại vì dùng hàng triệu không, bây giờ xuống cái hàng có mấy chục ngàn, không dám dùng. Bây giờ Phương Văn dùng mấy một năm mấy nay rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ. À, đây là mấy chục ngàn này. Mấy chục ngàn nè quý vị khán giả, dưới 100 ngàn cái hộp này. À, chị em phụ nữ nào mà muốn đẹp như da của Phương Văn á, thì phải theo Phương Văn một set, có nghĩa là nguyên một cái bộ để đi. Còn sau này da đẹp rồi thì các bạn muốn dùng những cái gì đó, ví dụ chống nắng hoặc cái gì đó ABC đó, thì tùy dùng ha. Đây những sản phẩm này nè quý vị khán giả. Cái chai này thần thánh lắm. Đây, cái chai này nó nhỏ xíu à, nó có khoảng 25ml với cái hộp kem. Quý vị khán giả có tin tưởng nổi là nguyên cái này chưa đầy 100 ngàn. Phương Văn hiện tại là đi ship cho khách đó, là theo nguyên cái bộ này nè. Cái này chỉ có 80 ngàn. Rồi qua những bước ha, bước này là giống như là thay thế cho hoa hồng vậy đó quý vị khán giả, thay thế cho hoa hồng. Mà cái này nó thần kỳ lắm luôn, phải nói là khi dùng đi rồi sao biết. Lúc đầu á dùng lên chết rồi, nó đỏ 3 ngày, tính đâu cái mặt là banh chành luôn rồi, nó là chết rồi. Cái kiểu này là tiêu cái mặt tiền tôi rồi. Đây quý vị khán giả thấy các chị em phụ nữ nè, chấm vô đây nhỏ xíu thôi, bắt đầu tẩy giống như y chang, như tẩy trang vậy đó. Bây giờ mình tẩy luôn. Y chang như mình tẩy trang ha. Nhưng mà mình rửa mặt cho sạch rồi ha. Nhưng mà những cái lớp bụi bẩn đó, nó còn bám vô da mình, nó làm cho da mình nó đen thui luôn. Da mình nó đen thui luôn. Đó. Trời ơi, rửa sạch cỡ nào nãy giờ rửa mấy lần rồi. Rửa mấy lần rồi mà bây giờ nó vẫn là đen. Nó vẫn đen, trời ơi nó đen thui luôn đó. Rửa mặt 2 lần mà nói là sạch rồi mà bây giờ nó vẫn không sạch, trời ơi, nó đen thui lùi luôn. Đây nè, nó đen nè, thấy không chị em, nó đen thui nè, cận cảnh không đó. Thì mình xuất thêm cái nữa, thì cái chai này gọi là cái chai thần thánh đó. Còn mấy cái khác là chỉ có hỗ trợ một ngày. Mới đậu về một ngày là xài 3 lần sáng, trưa, tối. Sáng, trưa, tối 3 lần ha. Xài trong 3 ngày, trời cái mặt nó đỏ như ông mặt trời đó. Tính là chiếc này cái mặt chắc băng rồi. Nó đỏ, bắt đầu nó bong da lên. Nó đỏ sau 3 ngày đó, rồi nó bong da. Sợ quá. Mà cái chị kia chị nói không sao đâu, cứ tiếp tục xài đi, sau 3 ngày. Cái tới là 3 ngày nó bong. Nó bong từ từ, vô tình thôi. Mình lấy cái tay tự nhiên ngứa cái mình gãi, mình xe vậy nè, mình xe chị bắt đầu sao nó lăn cuộn xuống cái da mịn, cái da nó cuộn như giống như cái da mà bị sần sùi đó, bắt đầu nó cuộn mình lấy cái tay mình cuộn tới đâu cái da nó tróc tới đó, giống như là thay da sinh học vậy đó, tẩy tế bào chết, nó dạng như vậy đó đó, tẩy tế bào chết đó, thấy không đó. Xong rồi những lần sau, những ngày sau thì mình duy trì hai lần một ngày. Các bạn nhớ dùng trong một tháng đi ha, dùng trong một tháng. Mình mua một set một lần là 10 chai 10 hộp như vậy, 10 chai như vậy, chứ không phải mua một lần một chai hết rồi mua không có kịp. Cho nên là
có 80 ngàn thôi, một set chỉ 80 ngàn, mua một chục hộp 800 ngàn, trời ơi xài quá đẹp đó. 10 hộp này 800 ngàn mà xài 6 tháng chứ không phải là xài 1 tháng nha. Sạch sẽ hết rồi đúng không? Ở đây có máy bay hay bay ngang cho nên mọi người thông cảm nha. Đó, da tới ngày hôm nay mà nó đẹp tới cỡ này thì thực sự là bất ngờ, xài hàng triệu không mà bây giờ cái hàng này có mấy chục ngàn. Đây là cái chai này, mình nói là cái chai thần thánh nha quý vị khán giả, thần thánh thiệt. Lúc đầu biết không, là xài 3 ngày ha, bắt đầu nó đỏ đỏ ửng da vậy đó, nhưng mà nó không có ngứa, nó đỏ. Rồi sau 3 ngày bắt đầu nó hết, nó trắng trở lại, bắt đầu cái tay mình cứ cuộn tới đâu thì da nó đi tới đó, da nó cuộn nó đi nhẹ da nó sười vậy thôi. Trong một tuần là bắt đầu cái da đó nó hết rồi, nó hết bông rồi. Thì cái này tiếp tục xài 2 lần trong ngày, sáng với tối thôi, sáng mình rửa mặt đó, và duy trì suốt cho tới bây giờ luôn đó. Giống như một cái tẩy trang, rửa mặt 2 lần rồi nhưng mà cái bông tẩy trang này nó vẫn còn đen tới mức độ này nè, nó đen thui thùi lùi luôn đó, nhìn thấy ghê không đó. Nó rửa sạch lắm, nó rửa sạch. Thì mình không có rửa mặt lại. Cái bước thứ hai là cái hàng này, Phương Văn giới thiệu cái hàng này chai có 150, quý vị khán giả có tin được không? Hồi trước đây xài 1,5 triệu, cái này serum, cái này 30 ml, 30 hay 50 gì ok đó, cái chai này 50 ml đây này. Rồi bây giờ chuyển sang hàng Thái không quý vị khán giả. Hồi xưa là xài các nước hàng toàn là những cái hàng đẹp không. Ở đây bước thứ hai là serum, thay vì cái bước này thay cho nước hoa hồng chấm 3 chấm trên gương mặt. Ráng chịu khó theo dõi video ha, một lần thôi, Phương Quang không có quay lại đâu. Đây 3 chấm rồi, thoa đều ra thôi, thoa đều ra. Rồi cái này đó thoa tới đâu nó mát tới đó, y như serum mà, serum nó mát. Nhưng mà các bạn khác dùng là hàng mấy trăm ngàn, mấy triệu, đã mình đã từng dùng qua rồi, tự nhiên bây giờ hơi gặp cái hàng này là bây giờ mình ưa chuộng hàng của Thái hết, tất cả xài trong nhà bây giờ hàng Thái hết. Vừa rẻ tiền, phù hợp với da châu Á của anh ha. Đó, chỉ cần 3 giọt serum. Mà sau này quý vị khán giả nào mà cứ theo Phương Văn đi, tại vì mình đã đi rồi mình chia sẻ chứ không phải là làm mình chuyên bán hàng đâu, mà tới chừng mình làm đẹp rồi thôi gì, mình vừa chia sẻ cho các bạn mà các bạn cũng không biết lấy hàng sao, cho nên mình lấy luôn, mình bán luôn cho các bạn luôn, bán để cho các bạn dùng cho một lúc giống như mình vậy đó. Rồi chừng nào mà da đẹp rồi thì các bạn mua gì cũng được, mua gì dùng đó. Dỗ nhẹ ha. Có serum á thì nó cảm thấy da mình nó mềm mại, nó sướng lắm. Sướng đó. Đó là bước thứ hai. Cái video nếu có dài thì mọi người hãy thông cảm. Bước tiếp theo, dùng kem. Trời ơi, cái hộp kem này có mấy chục ngàn quý vị khán giả, nhưng mà phải đi theo bộ của nó nha. Chứ còn đi qua cái khác thì mình không có đảm bảo à. Đó, tại vì mình dùng cái nào mình nói đấy. Đó, cái mặt á. Coi như công chúa lọ lem, sau khi làm xong người đẹp rực rỡ như hoa hậu luôn. Ở đây là có máy bay cho nên làm mọi người thông cảm nha. Đây là thực tế mình dùng hàng ngày luôn. Ở nhà cũng vậy mà đi làm cũng vậy. Ở nhà cũng dùng, đi làm thì quánh cái má hồng vô nữa thôi, chứ còn không thôi. Ở nhà vậy thôi. Cái sau thời gian các bạn biết không, sau khi mà cái thời điểm mà dịch ở nhà năm trước á, là mình ở nhà, cái sau cái phiếu đi spa đó còn lại 2-3 lần mình đi, trời ơi nó bảo là hôm nay chị làm cái gì mà da chị nó đẹp dữ vậy nè. Mình cũng cười rồi, mình nói đâu có làm gì đâu, chắc chị ở nhà chống dịch đi, ở nhà da nó đẹp. Nhưng mà thực sự mình có dùng, chứ nếu mà không có dùng là nó không được chứ. Nó nói trời ơi sao mà da chị chỉ có làm cái gì á, chứ còn nếu không làm nó không có đẹp tới như vậy đâu. Thật sự khi mình xài đó mình không có biết đâu, mình không có biết, mình thấy à sao nó cũng thay đổi chút chút thôi, nhưng mà người khác á lâu lâu gặp lại mình á là họ thấy bất ngờ lắm. Rồi xong, cái này là
lớp thứ hai đúng không? Hồi nãy là lớp thứ ba chứ, là hồi nãy là cái tẩy trang thôi, rồi tới serum, rồi tới kem này. Bước cuối cùng là hết. Bước cuối cùng là cái chai kem này chống nắng vừa trang điểm. Hồi xưa xài nhiều hàng mắc tiền lắm, hôm nay chuyển sang cái hàng này của Hàn Quốc, cái hiệu Hàn Quốc. Và Phương Văn nếu mà bán cho quý vị khán giả là mình sẽ gom chung một bộ luôn, để cho quý vị khán giả khỏi đi tìm. Chứ đi tìm đôi khi nó cũng không ra, mà nó cũng cái chai này 1.000.000 đồng, cái này chống nắng chống được 7 tháng rồi, chống được 7 tháng mà vẫn chưa hết cái chai này, bây giờ gần hết rồi đó. Mình chỉ chấm cũng 3 chấm nhẹ, nó đơn giản. Nếu mà buổi sáng đi làm sạc 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 ra chừng 5 phút là xong, tại do lo nhiều chuyện nói chuyện với mọi người, chứ còn nếu mà không nói là làm rất là nhanh lắm đó. Đôi khi á, mình đâu có cái thời gian đâu, đơn giản mà, quý vị khán giả ơi. Tuổi càng lớn phải chăm, chứ không chăm mà kêu mà da đẹp như da em bé rồi, chắc là thần thánh không có đâu. Mình không chăm đâu, bây giờ mình đẹp nổi. Nếu rồi nó để da tự nhiên chỉ có da em bé, mấy đứa trẻ em nó mới tự nhiên được. Chứ còn bây giờ mình đã va chạm với cuộc sống, môi trường, bao nhiêu thứ, nội cái cuộc sống gia đình thôi cũng đã đủ làm cho da mình nó già, nó xấu đi. Là xong rồi đó, rồi xong hen, chải chuốt rồi cho xinh xắn chút thôi, vậy thôi, vậy là xong rồi đó. Nếu như ở nhà là xong, còn nếu như đi làm thì Phương Văn chỉ quánh thêm cho cái má họng cho nó chút xíu siêu thôi, cho nó ấy thôi đó, cuộn lên một chút xíu. Rất là đơn giản, chỗ cái nào cũng xài rẻ tiền hết trơn. Ngày xưa xài mắc tiền mà mỗi lần mua nó xót ruột. Thiệt tình muốn nói mỗi lần mua một bộ là cũng tiếc đó. Tới ngày hôm nay thì bây giờ nha, xong rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mọi người nhìn lại nha, nhìn lại làn da em bé nè, nhìn cận cảnh nha. Nhìn cận cảnh đẹp không, da rất là đẹp đó, chỉ nhiêu đó thôi mà nó rẻ. Trời ơi, phải nói là quá sự bất ngờ. So với 2 năm tôi tốn 25.000.000 đồng, kể cả đi spa mình phải bo nha, chứ không phải mình mỗi lần đi mình phải bo đó, thì tổng là bao nhiêu lần, 12 15 30 30 lần cho 2 năm, 30 lần đi đó, thì quý vị khán giả tốn tí nhiêu, chỉ có rất là bình thường đó nha. Một mua một năm là 12.000.000 và 2 năm 24.000.000, còn lại là còn 30 lần tiền bo nữa là bao nhiêu đó, thì phải tốn 26.000.000 không. Có những chị em phụ nữ để nó sạm nám quá trời nhiều rồi, tốn 100.000.000 mà vẫn không xinh nhê, vẫn không đẹp. Thì bây giờ quý vị khán giả thấy cái làn da của Phương Văn thì biết rồi ha. Thực sự mà nếu mà ai mà U30 thì so với da của Phương Văn chưa chắc gì đã qua. Đó là mình tự tin. Nhưng mà trước kia là nó xấu dữ lắm, nó tàn nhang, nó đồi mồi, nó đủ hết trơn hết. Lâu lâu soi gương là nó thêm 1-2 mục, thêm 1-2 mục, trời cảm thấy buồn sao mà mục này chưa hết là bắt đầu nó lại tiếp theo mục khác nữa rồi. Đó, nó nổi lên, nó càng ngày nó nổi lên, da càng già. Nhưng mà xài cái này, cái chai này mà Phương Văn tạm gọi là cái chai thần thánh nha. Nhưng mà nó phải đi chung một bộ giống như nãy giờ đó, cái này nha. Chai này là cái thứ hai, hiểu không? Đó, cái chai này rồi xong rồi tới cái sức hữu kem. Đó. Rồi, cái này thì serum thôi, làm cho mềm da thôi. Cái cuối cùng là cái chống nắng, chống nắng để bảo vệ chị em phụ nữ chúng ta nha, đừng có sai lầm. Khi mà ở trong ánh nắng này nè, ánh nắng đèn này nè, nó có cái tia để chiếu làm cho da chúng ta khô sạm rồi này kia nọ. Giống như đi ngoài nắng cũng vậy, phải tuyệt đối bảo vệ và chống nắng. Mỗi một ngày là chống 3 lần. Mà thật sự nói thiệt với chị em phụ nữ, Phương Văn cũng lười nữa, chống có một lần, một từ sáng tới chiều thôi.
là phải theo cái quy trình đó. Nếu như buổi sáng mình trang điểm mình chống, tới trưa mình chống một cái, mình chống ha, tới chiều mà đầu giờ khoảng hàm đầu giờ đó mình chống nắng đi, rồi mình đi làm mình về đó. Một ngày phải chống 3 lần thì nó mới bảo vệ tuyệt đối. Còn Phương Văn đôi khi lười chống của buổi sáng thôi, chống nắng buổi sáng cũng chịu là thôi rồi là thua đó. Nhưng mà nó vẫn còn cái lớp ở trong này, do cái chai này là cái tay chai giống như tẩy trang mà nó duy trì cho chúng ta là suốt trong cái thời gian bong da. Rồi sau hết bong da rồi là duy trì thôi, rồi lần sau nữa nó không có đỏ, mà nó không có đỏ nữa mà nó không bong, nó chỉ tẩy hết những cái chất bụi bẩn, tẩy sâu vào bên trong thôi, như vậy thôi. Nhưng mà các bạn đi thì giúp gồm Phương Văn là đi nguyên bộ, chứ còn nếu mà mua cái này không, hoặc là cái serum đi riêng rồi cái chống nắng đi riêng thì không biết nó có đẹp như da của mình hay không. Tại vì mình không có xài như các bạn, mình xài có nguyên cái set này nè, để mình tính coi nhiêu tiền nha. Cái này trời nói 80 ngàn, thật nói ra không ai dám xài. Người ta xài tiền 3-4 triệu, 5-7 triệu đồng, mà một chai đôi khi lẻ ra cũng phải 500 ngàn. Mà bây giờ cái này có 80 ngàn, mà thử hỏi quý vị khán giả đi, là có dám xài không? Chắc là không. Thực sự mà nói là không dám xài. Chính bản thân mình ngày xưa mình cũng nghi ngờ, mình không dám xài. Cho nên là sau này thấy cũng sợ trên mạng, nó bán gì có 25 ngàn, rồi 30 ngàn, rồi có 10 mấy ngàn. Nó trời ơi sao ta. Cái chai này thiệt sự là khi mà mua về á, là nó không có cái nhãn mát gì nó quấn hết trơn, nó chỉ là mở ra cái ra liền. Nếu như bên trong này bây giờ Phương Quang đổ cái nước không vô vẫn đổ được đó. Nhưng mà khi mà mình mua tin tưởng rồi đó, mình lấy hàng của công ty rồi đó, thực sự ở chỗ khác nó rẻ hơn cỡ nào mình không dám lấy. Tại vì nó đâu có mắc tiền đâu, nó có 80-90 ngàn. Thì bây giờ mình cần chi rẻ hơn nữa. Đó, mình mua 80-90 ngàn đi, rồi mình dưới 100 ngàn mình nghi ngờ rồi, bây giờ mua chỗ khác. Cái chai 25 ngàn, các bạn dám bỏ ra 25 ngàn, các bạn không tiếc. Nhưng bạn tiếc cái mặt của mình. Trời ơi, có gì nữa, đập vô mặt chắc chết quá. Đó, cho nên là chính vì vậy là giá đủ loại, thực sự giá đủ loại. Trên mạng mình thấy nghi ngờ, mình hỏi cái chỗ công ty nó thì giờ tùy chị thôi, chị lấy chỗ nào mà chị xài được thì chị cứ xài đó. Chứ còn em không biết, thiệt sự là cái chai này bây giờ tôi mà tôi đem về tôi đổ nửa chai nước vô, rồi còn nửa chai nước này thuốc của nó, mọi người cũng không biết, sao biết được nó có gắn, nó có quấn cái này đâu, không có, hoàn toàn là không có. Mình chỉ mở ra cái là nó ra luôn. Đây nè, đây nè, cái chai này chai mới nha. Đó, mở ra thì thôi, mở ra là ra. Như vậy thì quý vị khán giả thấy là làm sao mà mọi người tin tưởng được. Trong cái chai nước này Phương Văn về, Phương Văn đổ ra phần nửa thuốc, còn phần nửa mình đổ nước vô cũng được đó. Chính vì vậy nó rẻ, có khi có trái có 10-20 ngàn. Trời ơi, 10-20 ngàn thấy sợ quá, đập vô mặt tiền mình có gì chắc chết quá đó. Cho nên không dám. Thì mình đã xài mấy năm nay, mình lấy cái chỗ là hàng quen, coi như là bây giờ mình làm giống như là đại lý cho nó luôn. Thì bây giờ nguyên một set này, chỗ đó rẻ cực kỳ. Hình như bây giờ hiện tại, giá hiện tại ha, Phương Văn lấy là cái này là một bộ vậy có 80 ngàn. Tiếp theo cái này 150. Thôi bây giờ cho 100 đi ha. Cái này 150 là nhiêu? 250. 250 cộng với cái chai này. Trời, cái này 1 triệu, cái chai này mua giùm cho 1 triệu. Như trên bên mạng cho nên thấy nó bán 1.2 triệu đó, nhưng mà Phương Văn lấy 1 triệu, để 1 triệu đó. Như vậy 1.250.000. Trời ơi, không ngờ được có 1.250.000 mà xài được hầu như là 6 tháng. Cái chai này thì hết sớm nha, cái chai này tại giờ có 30 ml hết sớm. Còn lại 1.250.000 mà xài được 6 tháng trời. Quý vị khán giả có dám xài không? Nó rẻ quá không dám xài. Tại vì thấy cái hàng người ta là mắc tiền hàng triệu không. Hồi nãy Phương Văn đã chiếu cho mọi người đó, chiếu cho mọi người đó, thì là thấy cái toàn là mỹ phẩm, những cái kia là mắc tiền bộ mấy triệu đồng. Mà bây giờ cái chai này 80 ngàn, thực sự là ai mà có can đảm mấy đi dám mua ở ngoài mua. Nếu không có người quen biết
chứ còn thực sự không dám can đảm mà mua ở ngoài mà mấy chục ngàn để đắp lên cái da mình, trong khi cái da mình đi spa rồi tốn 20 mấy triệu đồng mà không hết, cái quỷ này mà hết cái gì đó. Thì lúc đầu ở tâm lý như vậy không dám xài, cho tới ngày hôm nay thì da của Phương Văn nó đẹp tới cỡ này thì quý vị khán giả cũng biết rồi, đẹp mà bất ngờ luôn. Ai hỏi ủa sao dạo này làm gì đẹp dữ vậy đó, so với da mà cùng trang lứa hoặc là các bạn mà không giữ gìn da đó, không qua nổi Phương Văn đâu, da đẹp. Mà trước kia nó xấu, trời ơi, trước kia nó xấu dữ lắm luôn, nó nổi tàn nhang rồi nó đen rồi nó sạm nám ở gần cái đuôi chân mày đây nè, nó nổi đốm nâu, qua đây nó đổi đốm nâu rồi ở dưới cằm rồi hai bên má nó nâu, nó lang thang đâu đây nè. Mà xài cái này rồi từ từ nó tróc từ lúc nào không hay luôn, không hiểu luôn, không hiểu là ngày nào nó tróc mà không biết là nó mất đi từ lúc nào nữa. Tới chừng ủa sao cái đốm nâu của mình nó to tướng chỗ này giờ đâu mất tiêu rồi trời, đó mất luôn, không thấy luôn. Đó là cái quy trình làm đẹp nãy giờ, chịu khó xem đi, xem một lần thôi, một lần video thôi, lần sau Phương Văn không có giới thiệu lại nguyên hết một bộ này. Cái bộ này là của Hàn Quốc, nó có cái có công ty thương hiệu đàng hoàng hen, tại vì hồi đó xài cái này cho nên không có mua cái hàng Thái, còn lại là những hàng Thái Lan không à, sau này chuyển hết Thái Lan rồi. Có cái chai này là chống nắng của Hàn Quốc, vừa kem trang điểm chống nắng độ chống nắng là trên 50 cộng đó. Thì sau khi các bạn xài đẹp đi rồi cái chống nắng á, các bạn mua cái nào cũng được ha. Còn bây giờ mà các bạn mà mua lẻ thì Phương Văn không biết là cái lẻ nó đúng có đi, nó có kết hợp, nó đúng bài bản như Phương Văn đã làm hay không, mặt nó đẹp được dày hay không thì mình không có biết, tại vì mình không có sử dụng như vậy. Thì bây giờ mình sử dụng nguyên cái set như vậy thì mình giới thiệu chị em phụ nữ nguyên cái set như vậy không đẹp như Phương Văn là cái gì mình cũng chịu. Phải đúng quy trình như Phương Văn, tại vì tôi tốn mấy chục triệu đồng vô cái mặt tiền của tôi rồi mà nó không có xi nhê, sau khi sử dụng cái này có mấy chục ngàn cái này nguyên set này nè đó, mà da nó đẹp tới cỡ này, cho nên là thực sự là bất ngờ khi chia sẻ, người thân chia sẻ với bà chị ruột của mình thôi mà bà không dám xài đó quý vị khán giả. Bà nói hả chị nghi tao nghi ngờ quá, gì đâu có mấy chục ngàn sao dám xài trời, trong khi đó xài mấy trăm ngàn con nó còn si nhê, giờ mấy chục ngàn sợ quá. Nhưng mà đó là sự thật, đây bằng chứng sự thật là như vậy, da nó đẹp tới cỡ này đó. Sau khi trang điểm xong đâu có thua gì da của hoa hậu quý bà đúng không. Rồi sản phẩm tiếp theo giới thiệu luôn ha, ngoài cái này là mình có mấy bước làm đẹp thôi. Ngày xưa là xài kem ngày, xài kem đêm, xài chống tàn nhang nám, không xi nhê hết. Bây giờ nguyên cái bộ này là còn sữa rửa mặt thì tôi xài đủ thứ mọi người ơi, đủ thứ, có khi mấy trăm ngàn, có khi là dưới 100 ngàn xài luôn đó. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu thêm, đây là một cái chai mà làm thêm thôi, nói chung là đang giới thiệu hàng Thái nha. Cái chai này là cái chai lâu lâu tẩy tế bào chết, lâu lâu một tuần mình tẩy một lần như thế này thôi ha. Bây giờ xịt ra là đang trang điểm không được, xịt ra khi mình đi tắm á, đi tắm trong toilet á, chà hết, tắm xong rửa mặt lại là một tuần mình xài một lần, tuần sáng lần thôi, tẩy nhẹ mặt thôi đó. Đó là một cái chai mà để tẩy, rồi lâu lâu á mình đắp mặt nạ. Ở trong cái kênh Phương Văn, trong cái danh sách mà gốc làm đẹp á, mình giới thiệu cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta là trong đó là gốc làm đẹp mà cũng không phải tốn tiền, nào là chuối, nào là nha đam, rồi nào là nước ép đó, mình làm đủ thứ. Mà cái cách của mình làm á là mấy chị em phụ nữ đứng trong bếp chỉ cầm cái viên đó thôi, tha rồi 5 phút cơm chưa chín nên là mình đã rửa mặt sạch rồi, là xong cái đắp bằng mạ của mình đó, cực kỳ hay, cũng không cần mà nằm lên rồi để đắp rồi mất thời gian đâu, 15-20 phút rồi đó, không có cần. Vừa nấu cơm, tại vì mình là cái người bận rộn lắm, vừa nấu cơm mình lấy một cái viên đá đó mình tha lên cái viên đá mà mình xay nha đam hoặc là chuối đó,
đó, mình thoa hết mặt mình rồi chút xíu là rửa mặt là xong mặt nạ mà da nó đẹp. Cái thứ hai, cái này là hồi nãy là nó tẩy đi bạn xét em, cái này giới thiệu thêm thôi, cái này lẻ ai xài thì xài, không xài thôi. Rồi cái này cũng hàng Thái không đọc được nha, có vài chữ tiếng Anh thì đọc được đó, là cái này là cho da tay. Trời, cái này hàng nó thơm cực kỳ. Cái này là lotion body đó, hồi đó những cái xài, trời ơi, cái xài không xài rồi sau này xài nó thích lắm, có nghĩa là không có xiên, đôi khi mua về bỏ hết đát hết hạn rồi bỏ vứt bỏ luôn đó. Trời ơi, nó thơm phải nói, cái hàng Thái nó thơm cực kỳ, nó thơm mùi dễ chịu lắm. Mà chị em phụ nữ nên xài một ngày á, mình cho dưỡng ẩm da, mình xài hai lần đi, buổi tối với buổi sáng đi đó, thoa vô là nó không có bệt kem gì hết em, nó là trong suốt rồi mắt sạch sẽ luôn. Đây là hàng tiếp theo, mình sẽ giới thiệu trong cái video của mình là phía dưới á, mô tả đó, mình sẽ để bảng giá và đồng thời là cái chai đó giá như bao nhiêu. Tiếp theo da tay, mới lấy cái hàng của Nga, cái hàng chữ Nga đọc cũng không được luôn, mù chữ Nga với mù chữ Thái, chỉ có đọc được chữ tiếng Anh với tiếng Việt. Đây là da tay, hàng của Nga nó cũng cực kỳ. Trời ơi, cái chai này có 130.000 ha. Mà 80 ml. Đó. Da tay. Đôi khi da tay mình nấu cơm hoặc là mình làm chợ búa rồi mình bị ấy quá, bị khô quá. Đó, mềm mại. Cái này da tay là xài riêng nha, còn cái này body là trên này mình thoa cổ, thoa này kia nọ. Body nè. À, cái này. Ví dụ mình thoa cổ nè. Đó, cho nó mềm mại với lại nó thơm thơm á, cái mùi thơm mình dễ chịu á, hiểu không? Đó, bí quyết làm đẹp. Hoặc là thoa tay, thoa chân người cho nó rất thơm thơm cho người mình đó. Thơm tho tí. Giống như là em bé mà các bạn phải đi đâu cũng thoa phấn rồi kia nọ cho thơm em bé cho nó thơm. Còn mình cũng vậy đó. Ví dụ như mình thoa cho thơm tho, có ai thơm mình thì cũng có nghe mùi thơm. Đó là cái chai thứ hai. Cái chai tiếp theo. Cái chai này là dùng để tắm, cũng cùng hãng của Thái luôn hen. Cái chai này tắm để giống như là tẩy tế bào chết đó. Mình chỉ thoa lên giống như xà bông vậy thôi, mình thoa khắp người mình khi mình tắm xong, mình thoa xong mình dội nước đó, mình tắm xà bông lại. Thì cái chai này giống như nó tẩy tế bào chết, nó hỗ trợ cho da mình đó, là tẩy những cái tế bào chết đó. Đôi khi da mình nó thô nó ráp rồi đó, mình xài cho nó bong chóc đó. Đó, nó làm cho da mình mềm mại thực sự. So với các bạn cứ nghĩ đi, là cái da tay mình nó rất là khô ráp, mà nếu mình không dùng á, khi mình nấu cơm hoặc là mình làm xong cái tay mình xe vậy nè là cái tay mình nó khô ráp dữ lắm, tự bản thân mình cũng cảm nhận được đó. Còn mình xài á thì mình cảm thấy khi mình nắm vô nó mềm cái tay, và da tay mình lúc nào nó cũng mềm mại chứ, mềm mại giống như là khi mà mình nắm tay em bé, lúc nào da nó cũng mềm mại, nó dễ thương. Còn cái mùi thơm cũng vậy, khi mình xài vô á, nó người trong người mình nó thoang thoảng cái mùi thơm á, nó sẽ dễ chịu lắm. Khi các bạn xài bác nói trời ơi, xưa giờ tôi không xài đâu, tôi để tự nhiên tôi xài không có được. Thực sự là mình cũng từng trải qua cái giai đoạn đó luôn đó. Mình mua về những cái hàng mình về rồi mình làm biến xài quá, rồi mình để cho nó hết đát hết hạn rồi dục bỏ luôn đó, là chuyên môn vậy. Nhưng mà mình có cái bà chị bạn nha, bà chăm cái bàn tay của bà nó đẹp còn hơn là hoa hậu nữa. Cái bàn tay bà đẹp nha, cái mặt bà không chăm, bà chỉ chăm bàn tay không, mà bàn tay bà nó đẹp cực kỳ, cái ngón nào ngón ấy nó muốt hay gọi là ngón tay ngồi bút đó. Bàn tay bà đẹp, da đẹp, chí cái bàn tay bà đẹp cực kỳ, nhưng mà da bà càng xấu. Bà nói chị thích chăm cái tay mà cái mặt chị không chăm. Và sau này nói bắt đầu bà mới chăm cái mặt bà. Mình ngưỡng mộ cái bàn tay của bà lắm, nó đẹp cực kỳ luôn. Bà chăm nó mấy chục năm nay rồi chứ không phải là coi như là cái dưỡng da tay của chị là không thể thiếu, giống như là không thể thiếu bữa ăn vậy đó. Thành ra cái da của bà hay bà xài lúc nào có bàn tay nó cũng mịn màng và nó đẹp, nhìn vô là nó đẹp lắm. Còn cái mặt thì xấu, da nó xấu. Cho nên sau này là bà chăm, nó kêu chị chăm thì chăm cho đều,
chị chăm luôn cái mặt đi, chứ bây giờ cái tay chị đẹp quá trời mà cái da của chị nó xấu quá đó. Xấu là sao? Do sinh con, mình phụ nữ mình sinh nở đó, rồi bắt đầu nám tàn nhang, rồi cơ địa của mình á bắt đầu nó nổi ra đồi mồi sạm nám gì tùm lum hết trơn, càng ngày nó càng xấu đi. Nói chung là ngày hôm nay chịu khó xem cái video này dài một chút đi, Phương Quang không có quay lại nữa đó. Rồi nhiêu đó hết rồi, còn mấy cái kia tẩy trang nè, sữa rửa mặt thì mua gì cũng được, mà mình cũng có hàng Thái luôn, mà tại vì mình hiện tại không có đang dùng cái sữa rửa mặt của Thái cho nên không có giới thiệu, do hồi đó giờ dùng sữa rửa mặt tùm lum tà la, cao cấp có mấy chục ngàn cũng có, mấy trăm ngàn cũng có, cho nên sữa rửa mặt muốn dùng gì dùng. Còn nếu mà muốn da đẹp như Phương Quang thì hãy giúp Phương Quang có ba cái sản phẩm này thôi. Trời ơi, có ba sản phẩm này mà có mấy chục ngàn, 80 ngàn, 150 ngàn, cái chai chống nắng thì 1 triệu. Nhưng mà nhưng mà các bạn nói thôi ở nhà tôi có chống nắng rồi, thôi ở nhà tôi có serum rồi, tôi chỉ mua chị cái này thôi, thì nếu các bạn không đi một bộ như giống như Phương Văn đã chỉ thì mình không biết, tại vì mình không có dùng kiểu đó, mình không có biết, mình không có đảm bảo cho các bạn. Nhưng mà các bạn chịu khó dùng một lần có 1 triệu 250 ngàn, đi một set này hầu như dùng được nguyên cái này, chắc dùng được cái chai này thì dùng 6 tháng nha, cái chai chống nắng cả 6 tháng, còn mấy chai này thì dùng được 1 tháng, 80 ngàn, 150 ngàn dùng được 1 tháng, thì mình dùng vài 3 tháng đi, rồi xong đó mình thấy đẹp rồi, cái chai chống nắng, kem chống nắng mình muốn mua của hãng nào ABC gì đó tùy, còn hai cái này nên theo, Phương Quang theo tới bây giờ luôn. Còn mấy cái sản phẩm mà hồi nãy mà mắc tiền đó, bây giờ Phương Quang sử bỏ ổn quá, sử dụng vô tay, không dám sử dụng nữa, tại vì bây giờ mình đang cái đà nó đẹp cho nên không có dám sử dụng nữa đó. Rồi đây hàng Thái, không hàng Thái mà chữ không có đọc được. Đây cái này là lotion, cái này lotion dưỡng dưỡng cổ dưỡng tay mềm, cái này là tẩy tế bào chết cho da mình tuần tẻn lần, chai này chắc sử dụng cả năm luôn trời, nó hạn 1 năm mà sử dụng cả năm. Rồi cái chai này thì thích thì tắm, không thích thôi. Cái chai này giống như là tẩy tế bào chết ở trong cơ thể mình từ đầu cho tới chân ha, cũng có mấy chục ngàn đó. Trời ơi, nó rẻ sao cực kỳ, trong khi đó mình tốn mấy chục triệu đồng. Chai này mua của hãng khác, tẩy tế bào chết 600 ngàn, mà bây giờ ít xài lắm chắc hết đát rồi bỏ luôn, chứ bây giờ tại vì đang dùng cái hàng của Thái này rồi, tại vì đi đang đi một bộ của nó, thành ra mình thấy da mình đẹp rồi, thôi với cái kia cũng 500-600 ngàn thôi, bỏ thì cũng tiếc nhưng mà thôi không dùng nữa, bỏ luôn đó. Cái chai này là tẩy tế bào chết, còn ở đây là những cái này cũng tẩy tế bào chết nè. Cái này là nó bằng bột đắp mặt nạ, cái này dạng đắp mặt nạ, một cái viên này sẽ đắp được 2 lần đó. Mình bỏ xíu nước vô ha, bắt đầu mình khuấy cho nó đều lên, rồi sau đó mình đắp y chang như nha đam dạng cái dạng đó đó ha, nó cũng có những cái chất lỏng đó, bắt đầu mình phết lên da mình hỗ trợ thêm thôi đó. Nếu như chị em phụ nữ nào mà chăm sóc ngay từ bây giờ thì da mình sẽ đẹp cực. Hy vọng cái bộ sản phẩm này Phương Văn sẽ giới thiệu cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta, mong rằng là chị em phụ nữ chúng ta phải chăm sóc cái da mình, và bấy lâu nay thì đi hàng chục triệu nhưng mà bây giờ chỉ có một ít thôi đó, một bộ chỉ có hơn 1 triệu đồng mà đẹp rực rỡ, coi như da đẹp giống như da em bé, thì cũng hy vọng chị em phụ nữ chúng ta làm đẹp giống như Phương Văn. Và đây là một cái bí quyết kinh nghiệm bản thân sau nhiều năm lăn lộn tìm kiếm và điều trị nám sạm da mà nó không có như mình mong muốn, cho nên tới ngày hôm nay có cái duyên tình cờ mấy chục ngàn đồng mà nó đẹp giống như da hoa hậu, thì chị em phụ nữ hãy tin tưởng Phương Văn và làm theo giống như Phương Văn này, bảo đảm là da nó đẹp giống như da mình như bây giờ đó. Nó vừa nó căng mà đây là trên video nha, trên video, chứ các bạn mà nhiều chị em phụ nữ, mấy chị em quen mà lại đây là nhìn thực tế da Phương Văn cho nó căng nó mịn. Hôm qua cái bạn kia đi lại lấy hàng, qua nhà lấy hàng là nhìn cái da nó trôi thiệt,
da chị đẹp thiệt luôn đó. Thì da chị đây nè, đó nó thực tế là nó vậy đó, mà nó sạm nám được, nó bay hết trơn rồi đó. Bây giờ còn cái là da theo thời gian lão hóa thôi đó, thì mình chấp nhận thôi chứ mình không quay được không. Mình nhưng mà bây giờ mình phải chăm cho da mình đó, nó như da bé. Mà đặc biệt một điều đi, có quên ăn đi nữa thì cũng không quên chống nắng, đó là một cái bí quyết mà bác sĩ đã chia sẻ lại cho mình, tuyệt đối không được quên chống nắng ở trong nhà cũng như đi ra ngoài đường đó. Một ngày chống 2 lần, nếu ít nhất lười như Phương Văn có khi quên chống một lần, một từ sáng tới chiều, nhưng mà từ sáng tới chiều chống một lần nó không hiệu quả lắm ha, phải chống 2 lần đó. Nhịn ăn được chứ không nhịn chống nắng, đó là bí quyết. Còn ba cái chai này thần thánh luôn, phải nói chưa bao giờ Phương Văn nghĩ tới cái ngày mà Phương Văn gặp được một chai mà có chưa đầy 100.000, trong khi cái mặt đắp vô mấy chục triệu đồng mà nó không bằng cái chai dưới 100.000. Trời ơi, nghĩ thật, nói ra không ai tin, nói không ai tin luôn, mà cũng không ai dám dùng cái như vậy nè. Khi nào mà người nào dùng rồi nó trời, nó thiệt, lúc đầu chị giới thiệu em không dám dùng, chị ơi em thấy da chị đẹp quá mà chị nói em cũng nghi ngờ, em không dám dùng, mà tới chừng dùng rồi là họ dùng luôn, ngộ vậy. Bị đẹp quá bây giờ thay thế khác làm chi, mà nó có mấy chục ngàn mà không biết làm sao, không biết làm sao mà nó da nó đẹp. Thì chắc có lẽ là mình đi nguyên cái set nguyên bộ này nè, nguyên bộ này nè, nó vừa vừa làm sạch da rồi nó tẩy tế bào chết cho mình luôn, mà tẩy rất là nhẹ. Rồi cái này hỗ trợ cho da là bổ sung, để là bảo giống như là bổ sung nha, cái chất dưỡng chất bên trong, từ bên trong đó đó, rồi làm cho trắng da mịn da, nó cũng có nhiều thành phần giống như vậy đó, nhưng mà mình không thấy rõ đâu, mình phải kết hợp. Rồi xong cái này là nếu mà ấy thì Phương Văn đặt cho các bạn thì nó sẽ rẻ hơn, các bạn mua ngoài tới 1,2 triệu lận, Phương Văn đặt thì các bạn được có 1 triệu thôi, nó giảm hơn nhiều. Tại vì khi mình mua giống như là mình hợp tác đó với nó đó thì nó sẽ giảm, chứ bán ngoài thì nó mắc hơn đó, như vậy thôi. Thì mong chị em phụ nữ làm đẹp ha, có cái gì thì sẽ nhắn với Phương Văn, và đặt hàng thì ship toàn quốc. Nếu mà trong thành phố hiện tại thì 500 ngàn thì miễn ship, còn còn lại là các tỉnh rồi thì các bạn chịu ship giùm, thì ship có mấy chục ngàn thôi, kệ đi, làm đẹp mà mấy chục triệu làm được mà ship có mấy chục ngàn, ok đi đó, làm thử một lần đẹp cực kỳ. Bây giờ chiếu lại một cái nữa em, nói nhiều quá mà chịu khó đi, chịu khó chị em phụ nữ lắng nghe, đôi khi đi làm tóc lên tay rồi làm nửa tí ngày thì chưa than, bây giờ xem làm đẹp da có một chút mà than gì, thôi cố gắng ha. Đó, da đẹp, mịn đó, vậy thôi. Cái cổ thì hơi xấu, thật sự cái cổ không có chăm nhiều, cái cổ là phải xiên chăm, mà mình lại không có xiên cái chăm, cái chai body nè, cái chai to tướng này, trời ơi, cái chai to tướng này cũng có trăm mấy, trăm mấy chục ngàn, không biết trăm mấy 200, để coi cái giá lại rồi Phương Văn ghi ở dưới ha. Đó, cái body này nó thơm lắm, nhưng mà ngày xức 2-3 lần thì nó thơm, nói chung là rất là thơm, xức cổ này nó thơm 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 dễ chịu, nói chung là mình ngửi thoảng thoảng có cái mùi thơm, giống như mình có cái sở thích nha quý vị khán giả, có một cái loại nước hoa nhiều chị em phụ nữ xài cho mình đi ngang mà cái mùi thơm nó dễ chịu lắm, thích lắm đó. Da tay cũng vậy, da tay của mình xấu lắm, tại vì hồi đó mình không có chăm, mình không có xài, nhưng mà sau này khô ráp quá là xài, thôi xài luôn đi, bây giờ già cả rồi phải chăm sóc lại bản thân mình, tuốt tác lại nhan sắc một chút xíu, chứ không thôi là nó xuống một nó xuống một phát là phanh không nổi, xuống một phát là không có phanh nổi luôn. Rồi thôi, chúc chị em phụ nữ làm đẹp ha. Nếu mà xem cái video này thì vô trong cái danh sách phát gốc làm đẹp à, còn nhiều cái bí quyết làm đẹp, chăm sóc da, rồi dưỡng chất, rồi làm mặt nạ, đâu có chục cái mặt nạ trong cái video, những cái video đó làm đi còn nó đẹp, trời ơi, làm đẹp phụ nữ. Cho mình thấy mình còn chán, mình ví dụ như mình xấu mình thấy mình còn chán, có hồi người khác, thôi cố gắng ha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, chị em phụ nữ chúng ta, một năm mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.